Còn tôi mới nhìn cái chỗ cái con cháu Lily đó, nó rất giống cái con gái của tôi bây giờ, nó giống, Dạ. nó rất giống, Dạ. nó giống từng cái trán này, nó giống từng cái miệng này, nó giống từng cái màu da này, nó giống từng cái dáng người này, cái cổ cao này Dạ. đó. Dạ. À, được rồi cô ạ. À. Rồi, bây giờ mình trò chuyện luôn nha cô nha. Đúng rồi, đúng Dạ rồi. dạ. Dạ thưa cô, là con nghe cô nói là sau khi cô xem được cái clip của em Lily ở bên Pháp mà tìm về người mẹ sinh ở bệnh viện Từ Vũ, là cô nghi ngờ là có liên quan đến cô. Dạ. Và trước trước tiên là cô nghi ngờ ở những điểm nào, cô cho con biết được không? Cô nghi ngờ cái như thế này này, là cô sinh một em bé, là trước là cô ở Đồng Nai, Dạ. cô sinh một em bé gái ở cái bệnh viện, lúc đó là cô không biết, nhưng mà cái chỗ ngã ba Tam Hiệp đi lên đó, đi đi lên đó khoảng độ 1-2 cây số. Thế nhưng mà bây giờ cái bệnh viện đó là cô cứ thăm dò thì người ta bảo là người ta chuyển đi chỗ đâu Dạ rồi con hỏi cái điều đó sau cô nha. Ý con muốn hỏi ở ạ. đây là cô nghi ngờ ở những điểm nào có liên quan đến em Lily. Cô nghi ngờ như cái này này, là cái cuối năm 97, với lại cuối năm 97 này, với lại cái ở Đồng Nai, nhưng mà cái khi mà cô sinh đấy là có cái người đi cùng cô, lúc đó là cô khó khăn rồi, cái người mà cho em bé là người ta cứ nói không thực tên của mình, với người ta cứ nói địa chỉ lung tung đấy, cho Yeah. nên là cô tìm, cô cứ xem coi có ai nói tương tự, nhưng mà Yeah. cô thấy cái em này là cái khuôn mặt với cái dáng người với cái cổ với cái trán cái màu da là đều giống cái con gái của cô, cách nó là hơn chị gái của nó là 3 tuổi, Yeah. mà nó giống Rồi, mà cái à, cô cho con hỏi cơ bản một chút xíu nha. Con xin lỗi cô, hồi nữa con sẽ hỏi cái đoạn này. À, trước tiên là cô cho con biết được tuổi của cô, là cô sinh năm mấy? cô sinh cái khi đó là cô khoảng độ là 38-40 tuổi, À, mà ba cô tám bốn mươi. nhưng mà cô cho một cái người, cô cho ngay là cái người khác, là cô sinh xong thì cho luôn ở bệnh viện đó. Dạ. Bệnh viện đó là cái người mà đem đi cho là người ta không nói thực tên, mà người Dạ. ta bệnh viện người ta hỏi Dạ, người. rồi, rồi con hiểu ý cô rồi. Để cho ngắn gọn thì đại khái là ý cô nói là có thể cái người đi cho người ta khai gian tuổi mẹ và khai gian tên của mẹ là tên khác và tuổi khác, đại khái là vậy đúng không cô? Ý cô muốn nói như vậy đúng không? Cho Dạ. người ta khai, cô nghi ngờ là người ta khai không đúng nơi, người ta Dạ. khai ở Trắng Bom, nhưng mà cô là ở, lúc đó là cô ở chỗ quận Long Bình, Long Bình Rồi, Tân, rồi. Đồng Nai. À, cho con hỏi năm nay là cô bao nhiêu tuổi? Năm nay là cô 67 tuổi rồi. À, 67 rồi. Dạ, rồi. 67 tuổi rồi, Rồi. mà Ừ. cô có 2 đứa con, là các con bây giờ cô nuôi là nó thành đạt, nó trưởng thành, nó làm ăn rồi. Dạ. Còn cái con em đi là cái lúc đó là nó khó khăn lắm Rồi, rồi. rồi cô cho con hỏi thêm chút xíu là con muốn biết tên của cô à? Tên của cô là Vũ Thị Thủy. À, Vũ Thị Thủy, dạ, Vũ Thị Thủy. Vậy là cô cũng sinh em bé ra năm 97 luôn cô ha? Đúng cuối năm 97,
mà ở bệnh viện ấy là cô không biết cái gì với cô khóc, cô Rồi. không biết cái gì là cái Rồi. gì. Cô nhớ là cái chỗ ngã ba Tân Hiệp Đồng Nai đó, Dạ. đi lên khoảng độ 1, 2, 3 cây số, Dạ. nhưng mà cô hỏi thăm thì người ta bảo là cái bệnh viện ấy là nay người ta chuyển đi rồi. Thế rồi cô hỏi một cái người nữa là cái bệnh viện đó là bệnh viện chi. Bé Lily thì nghe đâu là cái người nhận nuôi đó thì nói rằng là sinh ở bệnh viện Từ Vũ. Người cô cũng có nghi ngờ cái người đó, cái người người ta xin nhận người ta nói khác địa chỉ đi, nhưng mà khi khi cô tua là cái người đi tua, cái người mà đến là bé em bé với cô ạ, là lúc đó là cô khóc, thì lúc đó cô cũng không biết được là lúc đó cô tua mà cái người người bên ngoài lại tua, cho đến khi là đến nói với cô thì lúc đó cô khóc, thì có cái người, có hai người phụ nữ mặc áo trắng mà dáng rất sang, mà có vẻ là cũng chạc tuổi hơn cô, thế thì mừng cho người sang. Lúc Rồi, đó cô cho là con hỏi nha, cô cho con hỏi cơ bản xíu nha. Vậy sau khi cô cho xong rồi thì cô giao con cho ai? sau khi là cô cho thì cô lúc đó thì cô hỏi thì họ bảo là không không cần biết tên. Thế giờ họ họ giơ tay ra, họ bắt tay cô, họ bảo là chị cứ yên tâm đi, tôi chết thì cô nói với chết, mà trong hai người phụ nữ dáng trung niên, dáng người rất chi là sang, cho nên thế rồi tôi cũng có cái yên tâm là người ta nói thế, thì tôi cũng nghi ngờ là con tôi cũng không đi ngầm Rồi, bố cô cho con hỏi vậy là họ tới trực tiếp bệnh viện để họ nhận con luôn à cô à? đúng, họ đến bệnh viện họ nhận trực tiếp luôn. Rồi, cho con hỏi lúc đó là bé được bao nhiêu ngày tuổi cô à? Mới vừa sinh buổi sáng cái gì đó, em khoảng độ 8, 9 giờ sáng mình gọi là buổi sáng ấy, thì là đến đến trưa đến trưa chiều là tua rồi. Rồi, rồi thưa cô là hai người đó cô có nghi ngờ là người ở địa phương nào không? Trong khi đó thì tôi nằm ở bên cái giường này, thì tôi thấy là cái người đi chùa nữa là tôi xin xong là người ta cứ khóc lóc, và người ta lúc đó khó khăn thì người ta không muốn nuôi, còn tôi thì cũng cứ muốn nuôi, nhưng mà người ta bảo chắc là người ta nói với cái bác sĩ ở bệnh viện cái người đó đẻ rồi, chắc là cái người đó đẻ gì đó là giới thiệu hai người mới đến một thời một Nhưng mà đến. đại khái á, ý con hỏi là cô có nghi ngờ hai người đó là người ở địa phương khác tới không, hay là ở trong tỉnh Đồng Nai, hay là người nói tiếng ra sao, cô có nhận diện ra được điều gì không? Hai người nữa thì cũng nhanh lắm, chắc là người ta cũng ở gần Đồng Nai đó không? Cho nên là cũng thời gian không lâu người ta đến liền. Vậy là được Mà thông báo cái là người ta đến liền, thời gian không lâu là người ta đến liền. Rồi. Vậy thưa cô, hồi đó chắc là cô cũng có cái hoàn cảnh cũng cũng vì hoàn cảnh cho nên là cô không mới nuôi mới không nuôi được em bé à cô hả? đúng. Hình như có ai gọi phải không cô? Có ai gọi cô bấm cô tắt giùm. Có cái cuộc gọi thôi tắt. Cô tắt cái cuộc gọi đó đi. Rồi hồi đó cái hoàn cảnh cô hồi đó cái hoàn cảnh cô như thế nào mà cô phải cho em bé hả? Sao nó lại nhỏ thế nhỉ? Cái ngày đi, Cô kể cái con ngày nghe. nữa là mới vào đó ở ngoài Bắc, mới vào đó làm ăn, rồi lúc đó là sinh em bé thì nó vất vả không nuôi được, lại còn hai đứa nhỏ, hai đứa. Rồi, vậy thưa cô bây giờ thế này cô nè, là cái thông tin cô vừa cung cấp đó thì con sẽ gửi tới cho bên Lily cũng như là người đại diện ở bên đó xem.
thì cũng hy vọng rằng á, là có cái mối liên quan thì cũng tốt, còn ngược lại mà nếu không có mối liên quan thì cũng hy vọng là cô kiếm đúng con của cô, và Đúng. những người con cũng đang còn rất là tha thiết có những người Vâng. mẹ lên tiếng như vậy để cho các cháu các em biết được mà tìm về cội nguồn, chứ mẹ không có lên tiếng thì cũng khó mà kiếm. Đúng đó. Rồi Mà vậy cô nói đi ạ. cái này là tôi không biết, tôi chỉ các cháu nó lập Zalo, lập Facebook, rồi những người quen người ta hiện vào rồi tôi nhắn vào thì nữa thôi, chứ còn để mà lập Facebook với lập Zalo là tôi không biết làm. Mà nhắn tin tôi không biết nhắn, tôi chỉ bật Zalo rồi tôi nhắn vào cái Mikazo đó tôi nói thôi. Rồi. Mà tôi cũng muốn là tìm, tôi muốn tìm cháu mấy năm từ lâu lắm rồi, để tôi cứ xem theo dõi kênh của chú rồi quan các cái kênh của mọi người, nhưng mà của mọi người tôi thấy nó không quá hiệu quả, nên tôi cứ ngày nào tôi có tin gì mới là tôi cũng cứ xem của chú. Rồi cũng hy vọng là đủ duyên để cô tìm tìm được con của cô nha cô nha. Rồi có ai Vâng. lên tiếng như thế nào đó rồi con sẽ báo cho cô hay. Và còn bên Lily thì Vâng. con cũng sẽ truyền tải để cho bên Lily cũng như là người đại diện biết về câu chuyện này. Rồi còn có bên kia có yêu cầu cái gì tiếp theo thì con báo cho cô biết nha. À, với cô nói thêm cái này này. Cái người mà xin cái đứa cháu của đứa con của tôi đó, tôi cũng đoán là hai người đi, thì hai người đó là phụ nữ trung niên lắm, nhưng mà ở bên ngoài thì chắc là có xe con có các thứ, cho nên đó là tôi không ra được, mà vô tại giường của tôi hai người đi trông sang lắm, mà có lẽ là bây giờ phải hơn tuổi tôi ấy, cho nên đó là họ cứ nắm tay tôi, họ bảo là chị cứ yên tâm đi, bao giờ tôi chết thì con yên nó với chết, nó được thế này thế khác thì chị rất yên tâm, nó người ta như thế. Còn tôi cứ nhìn cái chỗ cái con cháu Lily đó, nó rất giống cái con gái của tôi bây giờ, nó giống, nó rất giống, nó giống từng cái trán này, nó giống từng cái miệng này, nó giống từng cái màu da này, nó giống từng cái dáng người này, cái cổ cao này đó. Rồi, rồi Mà con tôi không biết lúc nãy tôi lại nhấn vào cái chỗ Facebook bảo là cô muốn thử báo với cháu Lily, chứ nhưng mà tôi nói tiếng Việt thì chả biết nó có hiểu không, nhưng mà nếu mà cô cần tiếng Anh mà con cho con Lily nó nói tiếng Anh thì tôi điện cho cái con gái của tôi đó, nó có tiếng Anh là nó nói chuyện với cái con cháu Lily nó được. Rồi con sẽ truyền tải câu chuyện cho Lily nghe trước, rồi để xem bên kia phản hồi như thế nào con sẽ cho cô hay. Và cái việc mà xét nghiệm ADN là con không có quyết định được và phải chờ người đại diện bên Lily và chính Lily yêu cầu hoặc là chấp thuận thì nó mới được cô ạ, cô nha. Với lại thì một cái thế này, tôi thấy là con Lily nó bảo là nó, cái cô mà dịch đó bảo là Lily còn đang ở Sài Gòn chưa về Pháp, cho nên tôi cũng muốn là gặp chú nhanh, để khi mà cháu nó về Pháp thì nó lại không có cơ hội, cho nên là may mà lại gặp được tôi mừng lắm. Rồi, cũng hy vọng là đủ cơ duyên nha cô nha. Còn ngoài Lily ra đó thì nếu có ai có nghi ngờ mà có lên tiếng con sẽ báo cho cô hay nha. Vâng, rồi con chúc sức khỏe cô nha. Rồi con bye bye Cảm cô, ơn chào nhé. cô. Cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều.